Xin chào mọi người. Cố gắng ngày nào cũng phải 1 lít nha. Chân mệnh đế tiên cũng là tiên võ truyền kỳ 644. Bên trong trận đại chiến kháng thiên ma, tiêu thần anh dũng chiến tử, chiến vân kích thất lạc, được dịp đá hào nhập về, mang theo bên người đã hơn 200 năm, tôn thần binh lần này cũng coi như vật về nguyên chủ. Chiến vân kích có linh trí, vù vù mà ông động dường như rất vui sướng mà dường như cũng rất hưng phấn, để tiêu thần cảm thấy rất thân thiết. Một cây đại kích thật tốt, tiêu thần vừa hét chấn động thiên địa, chiến máu sôi trào, chiến ý dâng cao, một đạo thần long hoàng kim từ trong cơ thể hắn huyễn hóa, đó là chiến long tại thiên. Đi chết đi, thần tử yêu tộc đánh tới, tóc tai bù xù, hai mắt đỏ bừng, hai tay nắm đại ấn băng thiên. Hai mắt tiêu thần có kim quang óng ánh, vung mạnh chiến kích. Hắn một kích này có thể xưng là phát tuyệt, uy lực vô song, đại ấn sinh bổ kia chém lệch thần tử yêu tộc. Yêu huyết văng tung tóe khắp nơi, thân thể thần tử yêu tộc nhất thời nứt toác, nhưng sức khôi phục của con hàng này quá bá đạo, vết mở miệng vết thương có tinh khí thiêu đốt, có yêu quang quanh quẩn, không ngờ đã khép lại. Tựa như hắn có bị đập thành một đống thịt nát, cũng có thể tái tạo lại yêu thân, chiến lực cho dù thắng hắn cũng khó mà chém chết hắn. Tiêu thần hừ lạnh, đạp nát hư không, đánh giết mà đến. Tóc đen phiêu đãng, mỗi một giọt chiến máu đều đang thiêu đốt. Hắn chiến đến phát cuồng, hợp lực công sát thần tử yêu tộc. Hắn tuy khó giết nhưng cũng bị một lần lại một lần đánh cho nổ tung. Hắn không có nhiều thời gian, cũng không biết Diệp Đại Hào có thể vì hắn mà cản được bao lâu. Hắn vô cùng cần thiết tại thời gian ngắn nhất trảm dịch thần tử yêu tộc, đòi lại món nợ máu kia. Thần tử yêu tộc hoảng sợ cảm nhận được khí tức tử vong đang tới gần, không còn dám xuất chiến, xuất ra trận đài muốn chạy trốn. Chạy đi đâu? Tiêu thần vừa sải bước vọt đến trận đài, thần tử yêu tộc vừa mới xuất ra lại bị tống trở về. Cứu ta! Thần tử yêu tộc lập tức gào thét điên cuồng, gầm rú kêu gọi cường giả cứu viện. Nếu tiếp tục đánh tiếp thì hắn sẽ chết. Đừng nói, tiếng gầm nô rú này của hắn thật đúng là tác động đến rất nhiều người. Có càng nhiều thiên kiêu yêu nghiệt đánh tới, một tôn tiếp lấy một tôn lao vút lên. Những yêu nghiệt kia đều là gia tộc giao hảo cùng yêu tộc. Lần này nếu như là giúp thần tử yêu tộc trảm diệt chiến thể, nhất định là một công lớn, có thể lãnh được tiền thưởng truy nã. Chính yếu nhất chính là thanh danh có thể đạp lên huyết cốt chiến thể, ngày sau đế lộ tranh hùng, vậy sẽ là một loại vinh quang. Nhưng nguyện vọng vẫn là tuyệt mỹ, hiện thực vẫn là sập hầm cầu. Chiến thể cũng không phải là không có sự giúp đỡ, hắn có thủ vệ thần, hơn nữa còn là một tôn thủ vệ thần hùng hãn bá đạo. Diệp Đại Hào tên kia, bao nhiêu người tới đều không hề cự tuyệt, từ một chọi bảy biến thành một đánh tám, một đánh chín, một chọi mười. Thần pháp quan đúng là đoạt thiên tạo hóa, chiến mâu bá đạo trong tay, thẳng thắn mà thoải mái. Múa hết mình, thần tử bay tung tóe đầy trời. Thấy anh hùng hãn như vậy, càng nhiều thần tử vọt lên trời mà đến, trước sau chừng hơn 30 tôn, sát khí, bí thuật, trận đồ, quyền ảnh, trưởng ấn, che ngược bầu trời. Diệp Đào nhíu mày, có chút áp lực, bỗng nhiên thôi động cấm pháp. Hình ảnh lúc này có hơi chút điên cuồng, thần tử bị anh vung mạnh bay đi, đã không thể dùng một người để hình dung, đó phải là từng đám. Từng mảng thi nhau vọt tới, lại bị anh đánh thành từng đoàn tung bay. Phiến thiên địa này rung chuyển, bị bí pháp lộng lẫy che đậy. Pháp khí sát kiếm đều là đầy trời, máu tươi vung vãi, các loại đều có, mỗi một sợi đều đại biểu cho một mạch truyền thừa. Chuyện này, đây mới thực sự là yêu người ta. Người vây xem nuốt nước miếng, nhìn mà run sợ quá mức cường đại. Một người chọi 30 tôn thần tử, cái này đã đổi mới chiến tích của thánh thể tại bên ngoài Đông Hoang Cố Thành năm đó rồi à. Lần này ta liền theo gia tộc về tổ địa mới đúng. Nam đế không khỏi thở dài, một với mặt ý tứ sâu xa. Chạy tới tây mặt nghe pháp, đúng là gặp phải một nhân vật hung ác như thế, nhưng lại không biết là ai, quả nhiên là ức chế mà. Dù sao ta là đánh không lại hắn. Tiểu cổ tiên phần lên miệng nhỏ, chưa thấy qua người nào đánh nhau tốt như vậy. Đại chiến đang rất gay cấn, thiên kiêu chưa từng tham chiến, chính là nhìn xem như vậy, tuyệt nhiên, không ý tứ hỗ trợ. Bọn hắn cũng không phải là không muốn giúp, mà là muốn mượn tay những người kia,
bức ra át chủ bài của Diệp Đại Hào nhằm có thể phá đi thân phận của anh. Càng xấu hổ chính là ba mươi tôn thần tử đi lên không những không thể bức ra thân phận Diệp Đại Hào, ngược lại còn bị Diệp Đại Hào một người làm cho một đám người bay đầy trời. Hình ảnh kia hoàn toàn chính xác rất dọa người. Đây là hậu bối nhà nào đúng là kinh diễm như thế. Giờ phút này, ngay cả một đám lão gia hỏa bên trên Linh Sơn cũng chấn kinh. Diệp Đại Hào cuồng hãn đã đổi mới ranh giới chấn kinh cuối cùng của bọn hắn. Hậu bối như thế, thật bá đạo vô song. Tôn giả, người có thể phá đi thân phận người kia hay không? Không ít người nghiêng nhìn về một phương, đó là một tôn Phật Đà, dáng vẻ trang nghiêm, mặt mũi hiền lành, Phật quang bắn ra tứ phía, niệm lực mạnh mẽ, một đôi mắt thanh tĩnh, mênh mông mà thâm thúy, ẩn chứa vô thượng Phật Pháp, rất là bất phàm. Cái người này không cần phải nói, chính là Tôn giả Thích Ca của Tây Mạc, hôm nay chính là ngày ấy tới nói Phật Pháp. Dựa theo thời gian, ngày ấy sớm đã nên bắt đầu bài giảng. Ai có thể nghĩ tới, bên ngoài Linh Sơn lại có rất nhiều hậu bối đang khai chiến. Là tôn giả Phật gia cấp chuẩn đế, hắn tuyệt nhiên không sinh ra giận dữ, ngược lại rất tự giác là một người quan sát trận chiến. Đối với ánh mắt của tứ phương, ngài ấy chỉ là mỉm cười, an tĩnh nhìn Diệp Đại Hào. Phật mục cũng có kinh diễm, càng là có thâm ý chi quan, tựa như là đã biết Diệp Đại Hào là ai nhưng lại không nói toạc ra. Thấy ngài ấy như thế, đông đảo lão gia hỏa cũng không tốt mà ép hỏi. Lão Mâu lại tiếp cận phía ngoài núi, nhìn về phía Diệp Đại Hào. Bọn hắn nhìn lên, trùng hợp với lúc thần tử Vương Hoàng tộc đánh giết vọt tới. Cái tên kia, tóc tai bù xù, nghiến răng nghiến lợi, mặt mày dữ tợn, hắn đã điên cuồng mất hết tâm trí như một con chó dại. Trong cơ thể hắn xuất ra một tôn đồng lô, đó là một tôn pháp khí đáng sợ, chính là Thánh Vương Binh, uy lực cường hoành. Có điều, pháp khí của hắn mặc dù đáng sợ, khả nhân càng trâu bò. Giống như Diệp Đại Hào, mạnh mẽ kinh khủng khiếp, chiến mâu vẫn như cũ làm thành côn mà gõ, đem đồng lô kia vung mạnh lộn ra ngoài, thần quang đồng lô cấp Thánh Vương chôn vùi suýt chút nữa vỡ ra. Pháp khí bị tổn thương, thần tử Phượng Hoàng tộc cũng bị phản phệ khủng bố, hoàn lật văng đi, cuốn học chợt ngòn ngọt phun ra máu tươi tung tóe. Thần tử thần tộc cùng thần tử ma tộc cùng nhau giết tới, sát khí ngập trời. Một người xuất ra thủ ấn, một người trưởng khống quyền ảnh, đều là thần thông bất thế, đều là đại thuật sát sinh. Diệp Đại Hào hừ lạnh, đột nhiên giơ cao côn trực tiếp vung mạnh. Thần tử ma tộc liền quỳ, ngay cả người cùng ấn trực tiếp văng lên thiên tiêu đến người. Diệp Đại Hào quát lạnh, lật tay một côn phát tuyệt vô song, ngang trời quét về phía thần tử thần tộc. Thế nhưng ngay tại một nháy mắt này, anh đột nhiên có cảm giác lưng lạnh buốt, có sát khí đột nhiên hiển hiện, đâm cho thánh thể phát ra đau nhức. Trong lửa điện quang, anh đột nhiên thu côn, bỗng nhiên như người nhìn tới. Tiếp theo, một cái chớp mắt, một thanh sát kiếm đen nhánh, tranh minh hiển hóa, dán sát trên mặt mang theo mặt nạ quỷ minh quan, đâm xuyên qua. Kiếm tranh minh, sát khí quá mạnh, mặt nạ liền nứt toát ngay tại chỗ. Chân dung Diệp Đại Hào bỗng nhiên hiện ra, lại là trêu đến thiên địa như muốn vỡ tung. Ta không nhìn lầm đó chứ. Tất cả mọi người đều đồng loạt kinh hô hét lên. Thánh thể lại vẫn còn sống hay sao? Biểu lộ của người vây xem đều trong cùng một lúc trở nên đặc sắc. Chuyện này làm sao có thể xảy ra được chứ? Nghe đồn lúc trước hắn không phải đã chết tại Minh Thổ rồi sao? Thật sự rất nhiều người đều tận mắt nhìn thấy rốt cục là chuyện gì đã xảy ra chứ? Trận trượng vạn tộc Nam Vực lớn như vậy, không tiếc động tới vạn tộc truy nã, chiến vị cấp chuẩn đế, chiến vị cực đạo đế binh lại vẫn chưa chơi chết được hắn, hắn thông thần rồi sao? Dưới vạn tộc truy nã, ngay cả thôn thiên ma tôn đều bị diệt, thánh thể lại vẫn còn sống, cái con hàng này thật trâu bò đó. Khó trách có chiến lực mạnh mẽ như thế, ta đúng ra sớm nên đoán được. Trung Hoàng cùng Nam Đế đều lắc đầu cười một tiếng. Không biết được Kim Mô tộc cùng Cô Mạc tộc những kẻ kia biết được có thể từ tổ địa lại giết trở lại hay không. Trận trường khổng lồ như vậy vẫn là không chơi chết được hoàng cổ thánh thể. Hảo tiểu tử, đợi khi chiến xong sẽ cùng nhau thanh toán sổ sách. Đôi mắt đẹp của Bắc Thánh bất hỏa, gương mặt cũng hiện lên một vòng ửng đỏ. Đường đường là thần nữ Cửu Lê tộc, Bắc Thánh huyền hoang, đệ nhất mỹ nữ Bắc Nhạc chính là bị con hàng không cần mặt mũi kia cởi sạch hết quần áo. Việc này ký ức đến nay vẫn còn mới mẻ đối với nàng. Ta đã nói rồi mà,
Tiểu Cô Tiên hì hì cười một tiếng, mắt Linh Triệt to to chớp chớp, cong thành hình trăng lưỡi liềm. Có ngây ngốc hay không à? Thái tử Bạch Hổ ho khan, nhìn thoáng qua Thanh Long cùng Huyền Vũ bọn hắn bên cạnh thân một vòng, cũng không có gì đáng kinh ngạc. Đám người cười cười lắc đầu. Thật là thần nhân à. Thần tử Long tộc bọn hắn cũng nhao nhao nhếch miệng. Bên ngoài Đông Hoang cổ thành không chết, bên trong di tích viễn cổ cũng không chết, dưới vạn tộc truy nã lại cũng không chết. Luận về thủ đoạn bảo mệnh, liền con mẹ nó phục hoàng cổ thánh thể, tính mệnh tiểu cường, thế mà trị không chết ta. Còn sống, ngươi lại vẫn còn sống. Thần tử phụ hoàng tộc cùng thần tử thành tộc bọn hắn nhao nhao cười dữ tợn, cười đến có chút biến thái, phẫn nộ vì Diệp Đại Hào còn sống, cũng hưng phấn vì Diệp Đại Hào còn sống, bởi vì bọn hắn có thể không chút kiêng kỵ trả thù để bù đắp tiếc nuối ngày xưa. Rất tốt. Thần tử tiên tộc cười u tàn, tinh quang trong mắt đầy lửa nóng, cũng là hưng phấn muốn phát cuồng. Thánh thể còn sống, hắn còn có hy vọng đoạt lại lục đạo tiên nhãn. Đúng là hoàng cổ thánh thể. Ở một mảnh hư thiên khác, Tiêu Thành có chút ngạc nhiên đến mức chiến kích vỗ xuống cũng hơi chần chờ một chút, cũng lộ ra vẻ kinh diễm. Ta từ khi nào có bạn cũ bực này chứ? Tiêu Thành rất nghi hoặc, tự nhận cùng hoang cổ thánh thể là chưa từng gặp mặt nhau. Chuyện này không có khả năng. Tiếng học máu vang lên, chính là thần tử yêu tộc vừa mới tái tạo thân thể, lúc nghe nói Diệp Đại Hào còn sống, ngay tại chỗ một ngụm máu tươi phun ra ngoài, thân thể lại nứt toát, thời điểm gào thét đúng là cuồng loạn. Lại nhìn đám lão gia hỏa bên trên Linh Sơn, sắc mặt cũng là rất đặc, rất là vi diệu. Sớm tại lúc đại chiến, bọn hắn liền đều đang phỏng đoán thân phận Diệp Đại Hào, bất kỳ cái khả năng nào đều đã nghĩ qua, nhưng hết lần này tới lần khác không nghĩ tới thánh thể đã chết, bây giờ nhìn thấy rất xấu hổ. Mà giờ khắc này, Diệp Đại Hào thân là nhân vật chính, lại thành sắc hờ hững như một pho tượng đứng lặng không nhúc nhích tí nào. Đôi mắt thần thức oanh gắt gao nhìn chằm chằm một mảnh thương thiên, tự như có thể xuyên thấu qua hư vô, trông thấy một đạo nhân ảnh mờ mịt. Hắn như u linh, có thể nói là xuất quỷ nhập thần. Đó là thần thể tịch diệt, một kiếm tuyệt sát anh lúc trước kia, chính là tới từ thần thế tịch diệt, nhất kích tất sát. Nếu không phải anh phản ứng đầy đủ nhanh, thì đầu lâu hơn phân nửa đã bị xuyên thủng, nháy mắt bị tuyệt sát, cũng không phải là không thể. Thực sự là làm cho bản vương ngoài ý muốn à. Thần thế tịch diệt cười u tàn, một đôi mắt cô quạnh, tựa như một tòa vực sâu không đáy, lóe lên ánh sáng u ám, làm cho tâm thần người phải hoảng hốt. Cuối cùng, cũng sẽ có một ngày, ta sẽ đích thân chém chết ngươi. Diệp Đại Hào nhàn nhạt nói một tiếng, thần sắc không thay đổi chút nào. Cứu ta! Thần tử yêu tộc tên kia lại kêu cứu, thánh thể đẹp trai như thế hay sao? Lão tử đều sắp bị người đánh chết, các ngươi còn có một chút lòng công đức này không? Chỉ một câu đem ánh mắt người tứ phương đều hấp dẫn tới. Bất chợt, khóe miệng tất cả mọi người cũng nhìn không được khẽ dịch dịch. Thần tử yêu tộc mới là thật sự thảm, đã không còn hình người, chính là một đống huyết nhục, mỗi lần muốn tái tạo thân thể đều bị chiến thể đánh cho một quả, hình ảnh quá đẫm máu. Liên thủ tru diệt thánh, vẫn như cũ là thần tử phượng hoàng tộc, cái tên kia xung phong lên phía trước, lần nữa mở ra cấm pháp. Phía sau hắn chính là thần tử thành tộc cùng thần tử ma tộc, cùng với hai mươi mấy tôn thần tử khác nhào nhào đánh tới. Tiểu Cô Tiên quyết không nhịn, một bước đạp lên hư thiên. Lúc trước nàng không biết thân phận Diệp Đại Hào, hiện tại đã biết, tất nhiên là muốn ra tay giúp đỡ. Diệp Đại Hào đối với nàng là có ân, chỉ là nàng vừa rồi đi lên còn chưa kịp ra tay, một người mặc khắc bào từ bên cạnh lao ra hất nàng về phía sau. Người quỷ dị kia thấy không rõ chân dung của hắn, chỉ biết một đôi mắt cô quạnh vô cùng thâm thúy, vô cùng âm lãnh. Hắn cũng là một thiên kiêu yêu nghiệt, không hiển sơn không lộ thủy, lại mà đến mức không còn gì để nói, ngăn chặn đường đi của Tiểu Cô Tiên. Thiên tàn, người bản lĩnh tăng lên rồi à? Tiểu Cô Tiên cười lạnh, đối phương tuy trùng kiếm hắc bào, nàng lại nhận ra được. Đế gia Cửu Tiên cũng chỉ vậy mà thôi. Người áo đen ngang ngược cười một tiếng, đạo tắc bên ngoài dây xích hiển hiện, quấn quanh thân thể hắn, khí tức cuồn cuộn như biển, huyết mạch của hắn cực kỳ bá đạo. Dám xem thường ta, cô nãy nãy ta, hôm nay nhất định phải đánh cho ngươi bật khóc. Tiểu Cô Tiên mắng to, tay ngọc nhỏ óng ánh đánh tới. Tên gọi là Thiên Tàn kia cũng vô cùng cường thế. Hai người khai chiến, trực tiếp tranh đấu trên hư thiên mờ mịt.
Nhìn cái gì mà nhìn, đánh đi. Phần tử Long tộc một tiếng mắng to, mang theo Bá Long Đao vọt lên trời muốn giúp Diệp Đế Hào. Phía sau hắn chính là thần nữ linh tộc, đằng sau thần nữ linh tộc, thần tử vô tộc mang theo Vu Hoàng chiến mâu vọt lên. Còn có thần nữ cổ tộc cùng thần tử mang tộc, cái tên to con kia cũng rất hung mãnh mà nói, đỉnh của cái đỉnh, nóng nảy. Bọn hắn đều là vọt đi lên. Mà bên trong đám người cũng xông ra không ít, số lượng ngang nhau, vừa lúc cũng là 5 tôn. Đều là cấp độ yêu nghiệt, ngăn trở 5 người thần tử Long tộc. Đội hình 5 đấu 5, một phương muốn giúp Diệp Thế Hào cản đại địch, một phương muốn chém Diệp Thế Hào, cực tích mở ra trận chiến. Nhất thời tiếng ầm ầm truyền ra, thiên địa vốn là náo nhiệt, hiện tại càng là lửa nóng. Trâu nhất vẫn là Diệp Thế Hào bên kia, một mình chọi tất cả, sửng sốt có tới 30 tôn thần tử ngăn trở, bá khí ầm ầm, giết! Có càng nhiều thần tử cấp độ yêu nghiệt vồ giết tới, cũng không phải là đi cứu thần tử yêu tộc, mà là đều chạy về phía Diệp Thế Hào. So với sinh tử của con hàng kia, bọn hắn càng coi trọng thánh thể hơn. Diệp Thế Hào mạnh mẽ để bọn hắn phải sợ hãi, 5 lần 7 lượt giết không chết, đủ chứng minh sự khủng bố của anh phải chết. Thiên địa rung chuyển, pháp khí thần thông đều ép về hướng Diệp Thế Hào, che ngợp bầu trời, muốn một kích phải giải quyết Diệp Thế Hào. Diệp Thế Hào hừ lạnh, khí huyết mãnh liệt bùng lên, xuất ra dị tượng hỗn độn thế giới, mở ra bát quái trận cùng rất nhiều bí pháp. Âm thanh ầm ầm rung động vang lên, công kích đầy trời đều không có ngoại lệ, đánh vào bên trên hỗn độn giới, đem nó đánh cho cảnh hoang tàn khắp nơi. Nhưng Diệp Thế Hào cuối cùng vẫn là chống đỡ được, sau đó đột nhiên vung mạnh côn. Thần tử Phượng Hoàng tộc xông vào trước nhất cũng là tên đầu tiên gặp nạn, thần thể suýt chút nữa bị đánh cho nổ tung, máu tươi rải đầy hư thiên. Thần tử thần tộc cùng thần tử man tộc bọn hắn cũng không tốt cho lắm, từng cái bay tú tung, một cái so với một cái đều thảm hơn. Phế vật! Thần tử tiên tộc cười lạnh, đạp trời mà đến, tay cầm tiên ấn bóp thành chỉ mang, một chỉ điểm về hướng Diệp Thế Hào, băng lãnh mà tịch diệt. Đến sớm không bằng đến đúng lúc. Âm thanh hét to chấn động thiên địa, một thân ảnh hùng tráng nhào đến, tay mang theo chiến phủ lôi đình, một búa chém nát thần mang của thần tử tiên tộc. Người kia nhìn kỹ một chút chính là Quỷ Ngu đúng không? Hắn tới chậm, nửa đường chậm trễ, nghe nói lần này có đại chiến liền giết tới đây, thật đúng là gặp mặt. Không phải chuyện của người, cút đi! Thần tử tiên tộc hừ lạnh, giữa bàn tay có triển văn lưu chuyển, một chưởng dung hợp rất nhiều thần thông, nặng nề như đại sơn cự nhạc ép về hướng Quỷ Ngu. Dám đánh cả lão bảy nhà ta, ta chờ chết ngươi nha. Tính bướng bỉnh của Quỷ Ngu tăng vọt, nhất thời mở ra cấm pháp, vẫn như cũ là một búa đá đạo, bá đạo, công sát đập tới.